Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy xin phép được giới thiệu cho quý anh chị một số những sản phẩm mà Toyota Thăng Cảng bên Huy đang có. Trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Rush 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, lướt 22.000 cây số, công tắc ra và cửa thông minh các anh chị. Xe này thì đẹp, ngoại thất nguyên bản còn rất là nhiều, nước sơn hầu như còn zin nha anh chị nha. Vỏ gai còn rất là dài, mới có 22.000 cây số thôi. Sản xuất vào năm 2021. 7 chỗ gầm cao rộng rãi, giá chỉ có 605 triệu thôi anh chị, 2021. 605 triệu. Xe thì anh chị nhìn nè, tappy nè. Đẹp lắm. Không có bị trai xước gì cả. Rồi có tính năng cân bằng điện tử có hết luôn. Rồi ghế da nè, 6 túi khí các anh chị, 6 túi khí. Hộp số tự động nè các anh chị, hệ thống điều hòa tự động luôn, khởi động bằng nút bấm start up luôn. Đầu DVD, rồi có trang bị camera hành trình ghi hình nữa các anh chị. Đấy, khá là tuyệt vời. Đèn thì tự động bật tắt nha. Có chế độ auto đó các anh chị. Và chiếc xe này thì bên Huy đã mới vừa lái về và đang đợi làm đẹp Maruguri, thì anh chị nào quan tâm đến cái chiếc xe này thì cứ gửi thông tin cho Huy. Huy sẽ tư vấn cho anh chị, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 70%. Bỏ ra 30% anh chị có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Toyota Rush nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, sản xuất vào năm 2021, mới có đi được có 22.000 cây số thôi. 7 chỗ, rộng rãi, gầm cao nữa các anh chị, số tự động nữa, chạy cực kỳ sướng. Và đặc biệt với chiếc xe này, dẫn động cầu sau rất là khỏe nha anh chị nha. Với ngoại thất cũng như nội thất bên trong thì còn rất là đẹp, độ nguyên bản còn rất là nhiều. Và giá bán thì như Huy chia sẻ, với giá hiện tại Toyota Thăng Cảng bên Huy đang chào là 605 triệu. Và hiện tại thì bên Huy cũng đang có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới. Anh chị nào có xe cũ cần định giá, cần bán thì gửi thông tin cho Huy nha. Huy sẽ định giá miễn phí xe cho quý anh chị. Và đối với những chiếc xe lướt chất lượng thì bên Huy sẽ mua với giá cao hơn so với thị trường. Giống như là hồi sáng nay thì Huy có đi coi một chiếc xe Vios số tự động phiên bản E-CVT các anh chị. Mới đi được có 4.300 thôi các anh chị, mà xe được sản xuất vào năm 2019, 4.300, đăng ký vào đầu năm 2020 luôn, biển thành phố. Đấy, một chiếc xe đúng gọp, chuẩn đẹp, và bên Huy định giá với giá rất là tốt luôn. Và Huy đã đặt cọc cho khách rồi, và ngày mốt thì Huy sẽ đi lái chiếc xe đó về cho quý cô chú anh chị. Cho nên là có xe cần định giá, cần bán, muốn được giá đẹp thì anh chị gửi cho Huy thông tin xe, một tấm hình đầu xe, rồi một tấm hình sổ đăng kiểm và một tấm hình công tơ mét. Huy sẽ báo giá sơ bộ cho anh chị, được Huy đến Huy coi và Huy có thể cân đối thêm giá cho anh chị được luôn. Đó, cho anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Và đây là những chiếc xe mà bên Huy đã hoàn thiện không Maruguri, thì Huy cũng giới thiệu sơ cho anh chị và các bạn mình nắm luôn. Mazda CX-5 2015 các anh chị, 2.0, biển thành phố, xe đi được 92.000 cây số. Mazda thì anh chị biết rồi. Đồ chơi thì rất là nhiều, như là cửa sổ trời, rồi chế độ cruise control, rồi ghế điện này nọ, nhiều lắm các anh chị. Thì với giá bán của chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 này thì bên Huy đang chào bán với giá là 572 triệu. Nhưng mà chiếc xe này thì bên Huy đang giảm tốt này, giảm tốt cực kỳ luôn. Rồi chiếc thứ hai là chiếc xe Innova số sàn 2020, và mẫu là mẫu 2021 các anh chị. Xe đi đúng chuẩn 30.000 cây số luôn. DVD rồi camera hành trình, có bản đồ dẫn đường, camera hành trình trước sau luôn anh chị nha. Rồi lót sàn đồ thì có đầy đủ hết. 658 triệu, 658 triệu là giá của chiếc xe này. Còn chiếc Camry 2.5W 2018, xe đi được 77.000 cây số. Bản 2.5W anh chị biết rồi, bản này là bản cao cấp nhất của dòng Camry, màu đen nữa. Biển thành phố nha anh chị. Chiếc Innova là biển tỉnh, biển thành phố. Và giá bán của chiếc xe này thì hiện tại Toyota Thăng Cảng bên Huy chào là 860 triệu. Và đang giảm cũng tốt nè anh chị. Còn đây là chiếc xe Innova số sàn 2019, xe màu xám các anh chị. Đi được 58.000 cây số. Và hiện tại thì chiếc xe này thì bên Huy đang chào bán với giá của sản phẩm là 632 triệu, 632 triệu. Còn này là Fortuner máy dầu, máy xăng có gì 27 nè, có khách đặt rồi. Chiếc này 28 thì bên Huy cũng có khách đặt, đang làm hồ sơ ngân hàng 28 nha anh chị. Những chiếc xe mà từ 26
6 trở lên là anh chị vay được nha. 26 trở lên anh chị vay được từ 60 cho đến 75% hỗ trợ cho anh chị vay. Chiếc này 2022 thì bên Huy cũng có khách làm ngân hàng đó chị. Đó. Thì hiện tại thì ngân hàng tài chính Toyota đang hỗ trợ cho vay rất là tốt. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ gửi thông tin cho Huy để Huy có thể tư vấn cho anh chị về vấn đề tài chính. Rồi, tiếp theo Huy sẽ giới thiệu cho anh chị sơ chiếc kia là số sàn màu bạc 2017 các anh chị, 2017. Xe này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 700, Huy nhớ là 780 các anh chị. 2017. 778 triệu thì phải. 778 triệu. Còn đây là chiếc xe Innova, chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn. Chiếc xe được sản xuất vào năm 2019. Thì với chiếc xe này thì ngoại thất và nội thất còn rất là đẹp các anh chị. Ngoại thất và nội thất đẹp lắm. Đúng chuẩn 49.000 cây số. Nước sơn thì hầu như là còn nguyên bản còn rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. 2019, 49.000 cây số. Và giá bán của chiếc xe này thì bên Huy đang chào là 862 triệu. 862 triệu. Và đang bớt tốt nha anh chị nha. Đang bớt tốt. Rồi, để Huy giới thiệu thêm cho quý anh chị thêm một số những sản phẩm nữa. Chiếc này khách đang nhờ bên Huy định giá. Chiếc này thì Huy có kiểm tra lịch sử rồi. Kỹ cực kỳ luôn. Xe này là được đăng ký đầu năm 2019 các chị. Gia đình đi một đời chủ từ đầu luôn. Cái chìa khóa các chị biết không? Cái chìa khóa mà hai chìa mà chủ xe còn giữ giữ mới toanh luôn. 2009 thì mua tại hãng và bảo trì bảo dưỡng là 100% luôn các chị. Làm trong hãng thôi. Xe chỉ làm trong hãng thôi các chị. Lịch sử có hết nha. Lịch sử đầy đủ rõ ràng. Và hiện tại thì xe này đi được 126.000 cây số anh chị. 2009 126.000 cây số. Chắc xe anh chị kiếm một chiếc xe thứ hai rất là khó luôn. Và đây là phiên bản số tự động. Phiên bản số tự động anh chị là phiên bản V số tự động. Bản cao cấp nhất ở thời điểm đó. Anh chị phải bỏ ra một số tiền cũng khá là lớn để anh chị sở hữu chiếc xe này. Innova, Innova phiên bản V là bản cao như vậy, số tự động. Xe này thì đi bền cực kỳ luôn. Bảo dưỡng hãng 100% luôn. Động cơ máy móc ngọ nổ bây giờ những cái chiếc xe mà 2017, 2016 rồi chạy không xi nhê luôn anh chị. Không xi nhê nha. Là anh chị biết rồi. 100 chuẩn 126.000 cây số thì chiếc xe này khách hàng đang muốn bán là 305 triệu. Xe đẹp lắm anh chị, chất lượng. Rồi. Thì và tiếp theo đây là chiếc Fortuner máy dầu 2017 các chị, 2017. Số sàn 762 triệu. Xe màu nâu nha, màu nâu. 762 triệu. Khách chiếc này thì khách mới đặt cọc xong, vừa đặt cọc xong thua luôn là Huy đi qua này. Đang làm ngân hàng hỗ trợ tài chính Toyota để hỗ trợ vay. Được hay không được Huy sẽ báo lại. Thì Huy cũng sơ bộ để cho quý cô chú anh chị mình nắm một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Và sau đây thì một số những cái sản phẩm mà Huy cũng đã quay rồi. Thì Huy gửi lên kênh để cho quý cô chú anh chị mình nắm thông tin về xe, về giá cả. Một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Huy mời quý anh chị ạ. Và phía trước đây là chiếc xe Toyota Corolla Tick anh chị. Toyota Corolla Tick được sản xuất vào năm 2017. 2017 màu bạc nha anh chị nha. Xe này thì chủ xe bảo dưỡng cực kỳ kỹ, chỉ làm trong hãng thôi các anh chị. Cứ mỗi năm nhị số là chủ xe đưa xe đi đến hãng bảo dưỡng. Đấy, nhìn ngoài thất, nội thất bên trong này. Đó. Rất là đẹp nha anh chị nha. 2017 thì hiện tại chiếc xe này về tình trạng nội thất cũng như là ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Đây 2017 nha anh chị. Đó, ghế chỉnh điện 10 hướng này. Đó, ga rồi là còn nguyên bản cho xe hết luôn. Đây về hộp số vô cấp chuyển số khá là êm dịu anh chị nha. Hệ thống điều hòa tự động các anh chị. Đấy, đúng chuẩn 54.240 cây số nha anh chị nha. Đấy, xe này thì anh chị yên tâm. Bên Huy có lịch sử hãng đầy đủ rõ ràng. Đó, cam kết với anh chị là xe chuẩn. Xe này thì ở bên Huy vỏ đó các anh chị. Vỏ là còn nguyên bản theo xe. Đấy là tuần thứ 5 của năm 2017. Ba vỏ dưới vỏ sơ cua nữa là bốn vỏ còn nguyên bản theo xe, chỉ có vỏ trước phải thì
Nguyên nhớ là năm 2020 á, lịch sử có hết các anh chị nha. 2020 thì chủ xe có thay một lần khi mà bị cán đinh hư cái vỏ. Đó, thì còn mọi thứ là còn nguyên bản hết. Thì khi mà về làm Maru vệ sinh làm đẹp này thì bên Huy dự kiến sẽ thay thêm hai cái vỏ nữa ha. Đó là dự kiến của bên Huy. Đó, sẽ làm cho xe cho anh chị đàng hoàng, đẹp, chất lượng và bảo dưỡng lại cho anh chị, kiểm tra lại cho anh chị kỹ lưỡng. Huy cũng thông tin chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình nắm về sản phẩm. Với giá bán hiện tại là bên Huy đang chào bán với giá là 562 triệu của anh chị, 562 triệu Toyota Corolla Tiết biển thành phố nha anh chị nha. Phía trước Huy đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2019 của anh chị. Xe này biển hiện tại là Đồng Nai, mà gốc của chiếc xe này là gốc Sài Gòn nha anh chị nha. Cho nên anh chị nào mà mua chiếc xe này có biển Sài Gòn thì anh chị sẽ đỡ tốn 20 triệu phần phí biển số. Màu trắng 2019, giá bán thì bên Huy đang chào bán với giá là 622 triệu nha anh chị nha. 622 triệu. Đấy. Xe còn rất là đẹp luôn các anh chị. Anh chị mua chiếc xe này về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Anh chị nhìn nè, những cái đường găng này, khe hở với các chi tiết này. Đấy. Đó, rộng rãi thoải mái, Innova 8 chỗ các anh chị ha. Innova 8 chỗ số sàn. Đấy. Đấy, anh chị thấy chưa? Ở trên trần chủ xe cũng bọc trần 3D hết rồi các anh chị. Đấy, mình không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì nữa. Ok. Ok, đầu DVD, camera yeah. À, đầy đủ. Innova 8 chỗ rộng rãi, gia đình đi thì anh chị biết rồi. Đây là một chiếc xe mà được khách hàng đánh giá rất là cao về chất lượng, ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe. Đây là camera yeah này, cảm biến khoảng cách ở phía sau này. Có hai cảm biến các anh chị. Đó, gầm. Ok, thì Huy cũng giới thiệu cho anh chị nắm về sản phẩm. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Và chiếc xe này thì ngân hàng tài chính Toyota sẽ vẫn hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay ha, vay lên đến 65%, 29 65% các anh chị. Toyota Corolla Tiết anh chị được sản xuất vào năm 2017, xe chắc xe còn rất là đẹp các anh chị. Anh chị nhìn đèn nè. Đó, còn rất là mới luôn, đèn cản các anh chị. Nước sơn thì ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này Huy thấy còn rất là mới. Ga lăng này các anh chị, xe biển số thành phố nha. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Những cái đường găng này anh chị thấy không? Đấy, khe hở với các chi tiết. Vỏ này, wow, còn rất là dài luôn nha. Vỏ còn rất là dài luôn. Vỏ này 2017 còn nguyên bản theo xe luôn anh chị, nguyên bản theo xe. Những đường găng anh chị thấy không? Khe hở với các chi tiết. 2017 trang bị dán phim rồi. Rồi xe này thì được trang bị hộp số tự động vô cấp nha anh chị, cho nên là khả năng chuyển số rất là êm dịu luôn. Tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn anh chị, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị nhìn nè, cái mặt đồng hồ tắp lô 54.228 cây số. Đấy, anh chị nhìn mặt đồng hồ ở trên cái phần tắp lô này. Đấy. Không, mặt đồng hồ tắp lô rất là đẹp các anh chị. Đấy, anh chị nhìn cần số này. Đấy, vị trí này không có thay xước gì cả. Khá là đẹp. Đây một chiếc xe gia đình đi cũng rất là kỹ các anh chị. Sách hướng dẫn sử dụng còn đầy đủ. Ở trên trần. Đấy, còn rất là đẹp. Nội thất bên trong được chủ xe giữ kỹ. Xe được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng nha anh chị. Đấy, tắp biệt cửa. Bên tài là bên rất dễ bị trầy xước, nhưng mà anh chị nhìn không, tắp bi này cực kỳ đẹp. Bằng đập thắng này, bằng đập ga. Và hiện tại thì chiếc xe này 2017 nha anh chị, 2017. Và giá bán thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 562 triệu thôi các anh chị. 562 triệu thôi. Toyota Corolla Tiết 2017. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, rộng rãi thoải mái, anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Chủ yếu là anh chị mua về sử dụng thôi. Bên Huy sẽ tiến hành làm maru, kiểm tra, vệ sinh. Nếu như mà xe tới định kỳ bảo dưỡng thì bên Huy sẽ bảo dưỡng xe luôn. Đấy, vỏ còn nguyên bản theo xe các anh chị. 2017, tuần thứ 5 của 2017 nha. Ok. Rồi, với chiếc xe Toyota Corolla Tiết phiên bản 1.8G 2017 này thì bên Huy sẽ có sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota cho quý anh chị mình vay luôn. Cho nên là nếu như mà có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình á thì anh chị liên hệ sớm. Hôm trước thì bên Huy cũng có một chiếc xe 2017 thì có khách ở Bến Tre cũng đến và ủng hộ Huy rồi.
Thì anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này, muốn mua về sử dụng cho gia đình mình, thì anh chị vui lòng liên hệ. Khách mua chiếc 2017 bên Huy cũng nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota để mua chiếc xe đó. Thì anh chị nào mà cần hỗ trợ, cần vay thì cứ liên hệ với Huy nha. Giá bán khá là hợp lý, 562 triệu. Toyota Fortuner máy dầu của anh chị được sản xuất vào năm 2020, số tự động biển Bình Dương. Xe còn rất là mới và đẹp, mới đi được có 31.000 cây số thôi các anh chị. Vỏ còn nguyên bản theo xe hết các anh chị nha. Đó, xe còn rất là đẹp, đèn còn sáng trưng luôn à. Xe vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ nha. Cho nên là có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được bảo hành hết. Xe với chủ xe thì trang bị những cái miếng ốp chống trài này, lót sàn này, ghế da đầy đủ hết. Đây ô tô chuẩn là 31.538 cây số nha chị. Đầu DVD, camera hành trình, rồi có bọc trần 3D luôn, camera xe đầy đủ hết, hộp số 6 cấp, có chế độ eco, chế độ power. Đấy, rộng rãi thoải mái các anh chị, một chiếc xe 7 chỗ với giá bán hiện tại chỉ có 916 triệu thôi các anh chị, và ngân hàng tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 70% nha anh chị nha. Toyota Corolla Cross phiên bản V máy xăng cao cấp các anh chị, được sản xuất vào cuối năm 2021, tháng 11 năm 2021 các anh chị. Xe mới đi được 10.000 cây số thôi, phiên bản V máy xăng cao cấp nha, màu bạc 1K0. Xe có trang bị rất là nhiều những cái tính năng như là camera 360 độ này, rồi cảm biến khoảng cách ở phía trước, đèn LED, full LED các anh chị, tự động bật tắt, và có tính năng thích ứng thông minh, rồi mâm 18 inch có cảm biến áp suất vỏ các anh chị. Camera 360 độ ở phía hai bên gương, có cảm biến ra và cửa thông minh các anh chị, cửa sổ trời đầy đủ cửa sổ trời đầy đủ, và có như là cảnh báo điểm mù, đèn này các anh chị, nó sẽ sáng lên nó cảnh báo cho anh chị, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, rồi mặt gương thì có thể tự động gập xuống khi anh chị cài số gear. Xe thì hiện tại đi được 10.000 073 cây số các anh chị, 10.000 đi. Camera 360 độ, đầu DVD 9 inch nha anh chị, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm start up, rồi có gạt mưa tự động, thay đổi theo cái tốc độ xe cũng như là cái lượng nước mưa các anh chị. Hộp số tự động vô cấp, chuyển số êm dịu. Mọi thứ còn rất là đẹp. Ghế chỉnh điện 8 hướng các anh chị, 7 túi khí nha. Lót sàn đồ có hết rồi. Này, xuất xứ từ Thái Lan các anh chị, tuần cái này cuối năm 2021. Rộng rãi thoải mái. Thì đây là một chiếc xe crossover rất là đẹp. Cuối năm 2021 mới đi được có 10.000 cây số thôi. Và hiện tại thì khách hàng đang muốn bán chiếc xe này với giá là 790 triệu. Thì bên Huy cũng đang định giá cho chiếc xe này ạ. Toyota Corolla Cross, một chiếc xe crossover bán cực kỳ chạy. Và đây là phiên bản bán chạy nhất, và là phiên bản được khách hàng ưa chuộng nhất, chọn lựa nhiều nhất các anh chị. Không mà đúng xe hiếm có chiếc thứ hai giống như thế này luôn anh chị. Không, thiệt sự. Không, em 29 cho nên là em sợ lộn, tưởng là 40 mấy nghìn chứ không phải là nghĩ là cái xe nó mới được có nó có được có 4.600 4.600 nè. 29 nè, 29. Trời ơi. Trời, thực sự em có xe mà 2021 mà tính ra là nó 5-6.000 là em thấy là dữ dằn rồi. Mà vỏ đồ hết, vỏ bọc rồi nào. Vừa rồi thì Huy cũng đã giới thiệu cho anh chị một số những cái sản phẩm mà bên Huy đang có. Thì hiện tại bên Huy đang cần mua những cái sản phẩm mà anh chị nào ít đi, lướt đẹp chuẩn, thì bên Huy sẽ mua với giá rất là tốt để phục vụ cho quý cô chú anh chị. Mình đang có nhu cầu mua xe cũ để tiết kiệm đó các anh chị. Anh chị mà có xe cần định giá cần bán thì gửi thông tin cho Huy nha, chứ để xe nó mất giá cũng ổn các anh chị. Thì sau này anh chị mà có nhu cầu mua lại xe mới ở bên Huy hoặc là xe cũ đó, thì bên Huy sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị tốt nhất ạ. Thì cũng thông tin cho anh chị những sản phẩm bên Huy đang có. Thì anh chị nào mà đang cần sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota thì anh chị liên hệ với Huy nha.
để Huy có thể hỗ trợ cho anh chị, tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ.